Xin chào, chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng bên em. À, tiếp tục lên cho các bác những cái dòng sản phẩm à, giá tốt nhất trên thị trường và à, tri ân các bác trong những cái thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng bên em. Thì hôm nay bên em à, thanh nhí được, đấy, thanh nhí được và à, cũng còn một vài mẫu sản phẩm từ trong kho đẩy ra. Thì hôm nay cũng mang ra, đấy, bán cho các bác một cái giá rất là ưu đãi thôi, xả rất là rẻ các bác nhá. Thì đầu video thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu X6 các bác nhá, đấy, X6 BTE một con vàng X6 rất là đẹp. Con này thì à, hoạt động bình thường đấy hoạt động bình thường mọi chức năng hoạt động bình thường mặt trước này rất là đẹp con này xả cho các bác nhanh thôi một triệu ba trăm nghìn đồng bao ship toàn quốc một con vàng x 6 rất là đẹp ở trên này thì em đã có một con vàng party house con này thì em thanh lý phòng hát các bác nhá thanh lý nó cũng trong thời gian sử dụng nó cũng sẽ có một, một vài cái vết gọi là han dỉ ở mặt đằng sau rồi đấy và nó cũng lâu ngày nó cũng xuất sắc ở mặt dưới rồi thì con này để cho các bác giá rẻ thôi hai triệu ba trăm nghìn đồng bao ship một con vàng party house có giá con này nhá các bác trai thị trường mà mới nhá, giá rất là cao các bác nhá nhưng mà chẳng qua con này em thanh lý được ở phòng hát thì nó cũng gọi là có vết xước mà nó cũng có vết han rồi để cho các bác giá rẻ thôi còn bình thường con này giá rất là cao các bác nhá ok thì quay lại hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác là một con đẩy B3 một con đẩy B3 ở đấy là thương hiệu Đức các bác nhá B3 của thương hiệu Đức con này có mã là B2004 rất là đẹp B2004 này các bác nhìn này Đấy, logo thiết kế này, mặt trước này Rất là đẹp nhá con này thì công suất định mức ở mỗi một kênh nó là 850W các bác nhá, 850W khi ở 4 ôm. Còn khi các bác đánh chế độ bridge nó lên đến là 1600W, cực kỳ khủng khiếp. 1600W này các bác chơi cho em một đôi một đôi nhá, một đôi full 40 cộng thêm một đôi full 30, căng nét không bao giờ phải nghĩ ngợi các bác nhá. Rất là đẹp. Này. Đấy, đồ cô đây. Rất là đẹp một con đẩy B3. Con này thì size 2U, chiều dài là 40 cm các bác nhá. Đấy, chiều dài là 40 cm, rất là dài. Bên trong con này là nguồn xuyến. Đấy em, con này thì còn đúng một con duy nhất, còn nguyên tem mác bảo hành. Đây này, các bác nhìn này. Nguyên tem nhá. Đây là em con này em sẽ không tháo ra bởi vì nó còn đúng một con duy nhất thôi. Đấy, nguyên tem này các bác nhìn này. Tem này để sau này các bác sử dụng trong vấn đề sử dụng. À, trong quá trình sử dụng mà nó có thể là gặp trục trặc về vấn đề à, kỹ thuật thì bên em có thể hỗ trợ. Đấy, vì nó còn nguyên tem mà. Đấy, con này em sẽ không tháo ra. Khi gửi hàng cho các bác thì cũng là gửi nguyên con này. Đấy, nguyên đại nguyên kiện và nguyên tem rất là đẹp một con đẩy B3 thương hiệu tức B2004 công suất là 850W và Brit là 1600W cực kỳ khủng khiếp các bác nhá để cho các bác một cái giá rất là ưu đãi trong video này để cho các bác giá rất là ưu đãi 2 triệu 800 nghìn đồng một con đẩy B3 2004 rất là đẹp Đấy, rất là đẹp các bác nhá đèn đóm này rất là tuyệt vời Ok à, sau đây xin uh, giới thiệu tiếp tục đến các bác một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu uh, BS này con này có mã là BS 1100 Pro Đấy, 1100 Pro Rất là đẹp một con đẩy Con này thì đầu tiên xin giới thiệu với các bác là Nó là hàng chính hãng các bác nhé Hàng chính hãng Và ở trên này nó có một cái tem Sán là cái tem bảo hành và xác nhận chính hãng điện tử này Các bác đầu tiên các bác sử dụng điện thoại này Các bác quét vào luôn cho em này Các bác quét luôn vào đây chưa Đấy, Bật camera đi các bác quét này Nó sẽ hiển thị ngay này Đó đầu tiên nhá Nó sẽ hiển thị ngay một cái trang web Đấy các bác nhấn vào chính cái trang web này là cái trang web của nhà sản xuất người ta sản xuất ra à, các cái thiết bị đẩy này đấy các bác nhìn này rất là nhiều nhá Đấy các cái thiết bị khác nhau này đấy, rất là nhiều đấy, rất là nhiều ok à, con này thì công suất định mức của nó mỗi kênh là 1.000 w các bác nhá 1.000 w cho một con đẩy bf 1.100 pro đấy mỗi một kênh là 1.000 w thì các bác biết nó khủng khiếp đến mức nào rồi 1.000 w một kênh hai kênh là 2.000 w rất là khủng khiếp nhá con này thì là tổng của nó là 40 sò 40 sò Toshiba lớn à, 40 sò Toshiba lớn Nguồn xuyến 22 à, Kích thước là 22 các bác nhé Con này chạy trên mình là 12 tụ Cực kỳ khủng khiếp 12 tụ Rất là đẹp à, Một con đẩy đến từ thương hiệu BF này Có như này à, Tèm mát đầy đủ nha Các bác quét mã là ra luôn nhé Trang chủ nhá à, Còn đúng ba con duy nhất thôi Thì ở dưới này em cũng đã bung một con ra Để cho các bác cùng tham khảo đây em bung một con ra đây cho bác tham khảo nhá đây này rất là đẹp này máy móc của nó đây này Đấy, một dàn sò Toshiba rất là đẹp sáng quắc tụ đây các bác nhìn này 12 con tụ lớn 10.000 10 mi 63V đấy cái giá trị của con tụ này, này đấy là cái giá trị rất là lớn nhá đấy đây các bác nghe. giá trị rất là lớn nên nó đưa ra một cái công suất và một cái điện áp định mức đẩy ra loa rất là cao đấy Phánh rất là tiếng rất là căng và chắc các bác nghe Đấy các bác nhìn này, mỗi bên 20 con sò Toshiba lớn thì các bác biết cái công suất của ra là khủng khiếp đến mức nào đấy. Bác nào mà có thể là biết về các cái, cái linh kiện điện tử thì các bác có thể nhìn thoáng qua này. Đây các bác nhìn này. Đấy. Từ cách thiết kế, từ cách sắp xếp nhá, rất là chuyên nghiệp. IC đây, chip dán đây. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tín hiệu đầu vào, tín hiệu ra này. Xử lý gọn gàng dây dợ, dạ. bó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nguồn xuyến 22. Đây các bác nhìn này. Đấy, nguồn xuyến 22. Đây là một cái uh, uh, tem của bên hãng công ty sản xuất người ta dán vào cái con biến áp này các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Một con đẩy 40 sò. Đấy, công suất bốn bên là 1000W, bridge là 1900W, cực kỳ khủng khiếp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Con này thì báo giá luôn cho các bác trong video này. Một cái giá rất là ưu đãi thôi, bên em còn 1 2 và một con bóc ra cho các bác xem này là con thứ ba. Thì tổng còn ba con thì báo giá cho các bác trong video này. Một cái giá rất là ưu đãi nha các bác nhá. 4 triệu 100 000 đồng rất là mềm rồi em cam kết với các bác là giá này là giá tốt nhất thị trường rồi Đấy, bên em hiện tại còn đúng ba con thôi vì trước bên em còn nhiều thì bên em sẽ bán một cái mức giá khác có thể nó cao hơn một tí nhưng mà hiện tại bây giờ còn đúng ba con duy nhất một hai ba hai con nguyên và một con vừa tháo 4 triệu 100 trăm nghìn đồng rất là tuyệt vời một cái mức giá hầu như em thấy là trên thị trường thì không có cái đơn vị nào thì cạnh tranh được với bên em các bác nhé rất là đẹp ok thì sau đây xin mời các bác cùng em chúng ta thưởng thức chất âm đến từ thương hiệu B3 và thương hiệu BS các bác nhé em sẽ test một đoạn nhạc để các bác cùng uh, lắng nghe Ok em sẽ test bằng uh, nhạc YouTube trên điện thoại các bác nhé Qua một con vang Lex FX14 hàng chính hãng Ok sau đây em sẽ lên nhạc xin mời các bác cùng lắng nghe Rất khủng khiếp bác nhá Bác nghe rất chắc và đây sau đây em xin tiếp tục test đến con đẩy BS 1100 này. Các bác nhá, BS 1100. Con ở dưới em đã cắm điện và đã kết nối jack lưu xích vào rồi. Con này thì em đang test là hai đôi full 30 các bác nhá. Một đôi la tốt này, 30 này, một đôi DMX 30. Đấy, em ghép hẳn hai đôi full 30 rồi cho các bác nghe thử chất âm của con này nó căng nó khủng khiếp đến mức nào các bác nhá. Ok, sau đây em xin test nhạc. <laughs> Mà. Rất căng Ok thì Cảm ơn các bác đã xem đến cuối video À Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cả số điện thoại em Để góc bên trái màn hình các bác nhé à, Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác Ở các clip tiếp theo, theo. Xin chào